thì đứng lên là đứng lại. Bước ra thì cái khoảng cách nó bằng, nó phải tập khoảng một bằng chân nhìn nha. Bước tới nhớ nó bằng một bằng chân làm lại nè, đứng về đây đưa ra cái bằng một chân không? Dạ. Rồi có được ngay cái mũi này, ngay cái mũi này cái tay thẳng ra thẳng ra thẳng ra thẳng ra co gối lại thẳng ra thẳng ra vừa xong vừa co cái gối cái đầu gối thấy một cái đó thẳng ra cái chân còn lại nghe bắt đầu đứng dậy cái đẩy ra vuông góc kéo đầu vuông góc cho cái chân ra để một chân đẩy tới còn còn cái tay nè cái tay cái này đang hướng hơi trước nè xô xô xéo ở bên chân trái xô cái chỗ này ngay chân nó ờ xô mình thẳng tay mình để cái này nó có âm dương nè nè thấy không này đó mà cái này phải lật ngửa lên bây giờ đang đứng dậy ha xoay nè cái mặt này ở đây trước ghê lắm mình sai một cái là không có được ghê lắm này lặp lại bước tới đẩy cái đít cái này là phương trời cái nhãn nó là phương trời đó. Cái nhãn là phương trời không nằm ngăn ngay cái tim cái thấp cái tim mình thôi rồi bây giờ anh xoay nè nghe không cái nhãn này lúc nào cũng hút nó đợi hả không có bây giờ nó rồi chưa rồi bây giờ xoay nè nó ra phía trước nè để cái nhãn ra phía trước không rồi co chân lại xong thấy gì vậy? Rồi làm lại chứ. Đó, nó có cái bí mật trong nó. Lại nha đứng. Coi một chân. Đấy là mò. Thấy bằng phẳng này, nó nước cũng thấy nằm ngang này. Cái này là khí á. Nhưng mà cái ly nước là tôi đang hình dung nó là một cái chai nước. Vì nhà lấy cái nước làm cho. Ờ, khi lật cái nước thấy nằm ngang mà không không được méo, nó nằm thẳng trên đường như này. Dạ, cái nước như vậy. Nghe không? Rồi thức thứ hai, xoay về thì nước nó nằm ở giữa xoay cho cái giữa đó. Không được xoay sắp cái nhãn ra chứ đó mở đầu lại cái giữa mà trong cái bạn dày ờ cái đó rất là nhãn rồi đừng đá xoay xoay hai tay song song luôn đó đây nè nó đưa nó hoàn thiện cái này là tay nè tay lâu sau quay nghĩ sao cái nhãn này quay phía trước à. Mà cái nước nó nằm ở giữa đấy cả cái xoay này. Nè một nè nó xoay nè. Như chú banh vậy này lăn chú banh quá vậy à, sao sao rối vậy ta bởi vì cái đầu phải sửa lại nó mới ra nó mới chữa được bệnh để từ từ một trước đã sai rồi một làm lại xoay chân một hai lật úp xuống một cái bụng lay xoay ra trước xoay cái thẳng góc anh méo rồi đó rồi bây giờ đang để vậy lùi tức là không có là sàn cái chân thôi chứ ha đang dậy phải không đang dậy phải không rồi kéo nó về đâu có gì đâu anh sẽ khó vậy nhẹ nhàng vậy đó cái tay cái này dẫn hướng gì rồi nè cái hướng hướng nè nè dậy cái này kéo về thấy không xoay một chân qua chuẩn một chân lên không được nổ nghe đòn sai không có được nổ đứng à kéo lên rồi nó lết lên luôn coi làm lại cái bài gì anh biết đâu nó khó sao về thế đâu cho nó quen nào quay một chân đẩy một chân xuống một nó xuống thấp là không được nổ nữa nó xuống thấp vậy rồi nó ngang mà nó lại quay nữa xoay úp ra trước kéo về chút xoay kéo về nửa đồng chân này quay qua 30 độ cái đầu gối nó co vậy không được nhất là lấy cái chân này chắc lần lớp chạm đất luôn hay là mà kéo lấy cái đất lên mà đừng cho nó nhõm lên cái đầu gối không cong này hai chân nó cong kéo lên chúng tôi không được đứng lên cho nó đầu nó mẹ ăn gian đó mà cái tay không thấy em đang ngửa vậy ha cái cây này em đang 30 độ cái này cũng vậy đó kéo này đẩy này đó bây giờ cái này lật lên rồi đó cái nhãn lật lên rồi đó
quay nhãn lực ra phía trước lại thấy không, quay đi, quay lật cái nhãn trước kéo về đến chỗ bên trong lại nè. Okay. Đúng rồi, đó, rồi lại xoay cái này 30 độ cũng để vậy không được nhỏ lên cứ kéo lấy cái chân rồi quay chân người ta thấy không, lúc quay không cái nào quá dẫn trùng rồi đó để cho để xíu xíu rồi nè, rồi quay một cái nữa kéo đó, cứ vậy thôi cái mặt nó vẫn quay trước mình kéo cái chân này lên quay cái chân này lên trước đó. Còn đây bây giờ tập sao nó còn bị dẻo nữa, nó thức thứ nhất nó chữa đau lưng đó, cái tập đi hồi nó bớt đau à, có cái tí cái mặt mình không cần biết anh có tập cũng sẽ lấy và nhu cái con đứng dậy nè, về sau là không có cái lon nữa, lấy cái lon tôi kiểm tra cho nó có đúng nữa, rồi bước xem bước chân ra, rồi đẩy chân lên, đẩy chân lên rồi, rồi này cái mặt anh chú rồi xoay này, dài cái tay anh thả lỏng nha, đừng có dính dính lưng chú anh, dài dài cho nó là thấy bằng cái thằng góc rồi nó là dương âm này, dương âm này, xoay này dương âm này. Không có được. Mày coi nè. Dương âm nè. Thấy luôn thẳng bắp không? Đây. Ừ, cái tức là cái này vẫn dính như vậy, vẫn dính như ta. Nhưng mà vẫn thẳng bắp mà nó xoay tròn nó thêm nhẹ nhẹ, là, nhẹ không có đè cứng vô. Tức là lỏng ra, lỏng lại. À tức là cái này nó xoay với cái tay mình. Cái tay rồi. Anh đặt đẩy ra đi. Nó có cái bí mật cái đồng để khiến nó xoay á. Lúc đấy rồi xoay chân xuống ra đi. Một. Nghe không? Để có cái tay nè. Anh thả lỏng ra cái tay anh sắp cứng ngắc rồi nè, anh thấy nè cái giữ thả lỏng ra đừng có cái tay để vậy thẳng không nè, cái tay nó có tay luôn nè cái vậy sao anh làm gì mà khó khăn vậy nè, hai tay thằng đó đâu nè, nó cái đường đúng luôn đó nè, thằng này bây giờ của thằng đó nè, nè hai tay thằng đó đúng không, nè, đưa lên là bấm thằng đó nè sao này cũng thẳng tắp nè, ngó trên chung thẳng tắp xoài cái hóp sạch dây anh cứ để làm tay nó xoay vậy đó là xong rồi, cái tay đi dưới vậy nè dây xoay xoay là chưa mà cái tay anh cứng quá thằng nó bệnh là vậy, tay phải dẻo ra làm lại làm kia nào nó lượt thôi. Thì làm sao làm? À, để mà thoải mái thôi không ạ? Làm
sao cho thoải mái, mình dần dần nó phải để ngay không á. Không đây nè. Cứ qua tới đây luôn. Ừ. Ừ, để cho cái cột sống nó mình nó xoay. Nghe. Đúng rồi, phải để nó tới bên đây luôn. Ừ. Đúng rồi, cái cột sống nó giãn rồi. Đó, rồi bây giờ mới xoay chân nè. Một. Xoay rút liền. Hai, tôi rút bên này xong rút bên kia. Lúc. Đó. Co. Không được nhổn lên, lấy cái chân đó. Rồi cái này đó, đáng nhẹ là bước lại gì, giờ bước cho nhanh là bước lại. Đó, mình xoay. Rút chân. Xô. Xoay. Đó, nó tập gì qua. Rồi lại đi qua bước lại. Đi hết cái sân đi tới luôn, có thể đi theo vòng tròn, biết sao đi vậy rồi. Bởi vì tôi canh là đừng có rộng chân quá, nó bằng một bằng chân, khoảng cách giữa hai bằng chân bằng một bằng chân xa đó là hư cho hư cuộc sống. Cái canh cái khoảng cách hai bằng chân bằng một chân giữa cái tập đi rồi nè, và tôi là tập theo đi đứng tập luôn nè. Nếu tôi còn có chai, tôi có chai đây, anh coi cho kỹ nha, bàn chai mặt ra hướng trước nè nè. Rồi lại cái chỗ cái bằng chân nằm đây nè, tôi đẩy đó. Một, thấy không? Hai tay tay ngang tay thẳng nè, cái mặt ngửa lên, xoay, này là nãy luôn thẳng góc nè, đánh nhanh không? Co nè, lên, nha, thấy nó hề không? Xoay, trở về ý cũ nè, chụm chân, giờ bởi vì tôi cái này là để tôi để canh cái bằng chân quen mà anh không cần canh nó, để bước thẳng nó luôn, nè, mặt trước, đánh cái mặt ngửa không? Xoay nè, thấy nó quay thằng ngửa không, ra mặt trước nè, trụng trứng nè, nè, ra, xoay trở về. Lúc nào nhìn phía trước nè, con cái mặt trước tôi muốn nè, con cái mặt này luôn luôn nó nhìn phía trước. Nè, qua đó, một, thấy mặt này trước không, nè, vẫn xoay trước không, nè, xoay phía trước rồi không. Rồi tôi trụng trứng nè, đẩy nè, rồi, tôi quay về, thấy mặt trước không, nè. Nó mới lương nhau lương cái mặt ra trước. Trời ơi, nó có cái ý, có cái ý gì mà không có mày làm vậy đó. Mấy cái lưng mày hết đâu. Mấy cái mày thấy thở mà. Mà nó thở, mày mệt thấy mẹ luôn. Khí nó chạy trong á, nó mệt mệt. Nó muốn mở ra mồ hôi. Nó nóng từ đâu nóng ra. Ờ, có cái gì, cái đó là cái gì. Không biết, không biết làm đi. Nóng từ đâu đi chơi á. Rồi, còn khỏe một chân ra. Rồi, đẩy chân tới. Số 1. Xoay cái mặt ra trước. Xoay, xoay. Rồi rút dưa lên. Rồi quay cái mũi vào 30 độ. Co lại, lết cái chân lên. Phải lết, nó không cho không cho đứng lên, lết cái chân cái đứng vậy. Chịu chân trước, kéo chân sau lên. Đó, rồi rồi. Rút rồi, đẩy chân kia ra, bước ra liền. Đẩy. Nó ra dày. Rồi lùi. Quay cái mũi ra trước. Rồi bước chân lên. Thở một cò, kéo chân lên đó, đứng không được nhóm lên, lấy lên, đó, kéo từ từ lên, đó, đứng lên, rồi, bước ra, đẩy, xoay, đặt mặt ra trước, đó, chụm chân lên, kéo lấy cái chân lên, rồi bước cái chân, bước ra lên này đẩy, rồi, xoay, mặt ra trước lại, đó, làm này rồi, làm đây là không được, đó, làm tắt cái nhé. Học ít nhất 30 lần nó mệt nó mệt chút xíu á, không có làm mẹ đâu rồi nó nói khi nó chạy đó người nó nóng ờ mà anh nói làm cái gì cái lon nó nặng như kilo sao tao bay mệt dữ vậy có cái gì hết sao nó mà chạy hộ nó mệt mày thấy nó nóng cái gì á mà không hiểu tại sao anh không cần biết nhiều lúc không hiểu á rồi xoay rồi vậy kéo lấy cái chân lên rồi bước ra liền xô xoay kéo về chụm kéo lấy vô bước ra xô xoay lật mặt ra trước cái canh rồi chụm chân đó làm cái rồi cái buộc mình nghĩ rồi số một anh phải có cuốn sổ ghi như nào thôi nó nhiều không nhớ nổi nó lấy từ giấy vì sao cái đấy mua cuốn tập ghi cái sổ bài mai gọi là bài chữa đau lưng. Ủa, cái tên nó đơn giản như chữa lưng muốn cái đó là hết mẹ người ta muốn cái bài gì một cái tập đi đi đâu vậy.
đó chút xíu đó. Đầu thoải hóa lưng gai cột sống cũng vậy, banh hết. Bài một số 1 là bài chữa đau lưng. Tập đây tập khi nào cột, đó là một clip số 1. Bài số 1 của bài này là chữa bệnh xuyển. Chữa xuyển. Bài số 1. Cái này bài này dành cho anh chứ không có người khác được nha, người xuyển khác không được tập vậy đó. Ừ, nó vậy đó. Nó phải giống nhau này. Bài 1 chữa đau lưng, tại cái bệnh anh nó khác. Chữa đau lưng. Bài 1 là bưng cái bệnh. Bài bưng cái bệnh bước vậy thôi à. Tên thế vậy, bài bưng cái bệnh bước mà để cái mặt ra bay trước rồi bước ra. Đâu mày phở vậy giờ cỡ trần luôn, mà sợ lõm ở chuồng luôn á. Cái mày này ngày xưa ở chuồng á. Ê, nấu dữ thế. Ờ đúng rồi. Thì ở chuồng tập đi, cởi áo ra, ở trần luôn. Không. Chạy bộ đâu kêu mấy mà chưa mà làm. Hồi nãy giờ có mấy cái ba bốn bước rồi, thấy thấy mệt rồi. Cái này là một ngày tập mấy lần thôi? Tập xong đã thì là hết đau lưng nghỉ. Thường thường ấy nhưng mà 30 lần mà nghỉ. Một lần nhưng mà tập mỗi ngày mấy cử cũng được hả thầy? Mấy cử càng nhiều càng tốt thì càng bệnh mau hết. Anh tập ít thì lâu hết, tập nhiều mau hết. Nói người tắc vậy. Nhiều người tập ngày 3 lần, sáng lần, trưa lần, tối lần, rồi ngủ. Như vậy chừng 3 tuần sau tất cả bệnh đau lưng mất hết. 3 tuần thôi, không còn bệnh. Nó chữa cả gai cuộc sống. Rồi thoát vị. Rồi đĩa đệm á. Rồi dính cột sống. Tức là cái gì cột sống là nó hết. Cái bơ nhẹ nhẹ đó. Mà để ý cái bình. Rồi trộn chân kéo lên, kéo chân lên cái đã. Đứng yên vậy. Rồi bước ra, xô. Ủa, rồi xoay. Kéo về bên hông. Rồi co lại. Kéo lấy cái chân lên, không đứng nhõm lên. Co cái đầu, rồi co cái đầu gối lại. Kéo lấy chân sau lên. Trụng trụng như luôn, không được đứng lên. Rồi bước chân trái ra, xô. Rồi xoay cái đầu nó úp xuống, kéo vào bên hông. Đó cái này, bắt đầu cột rồi đó. Bài số 1. Còn trong đó là chỉ bài số 1. Đó có mẹ đâu. Bây giờ múa hội người nóng lên. Đó nóng. Bây giờ người thấy khỏe khỏe vậy chịu. Ra một hôm thì sống lưng á. Ừ, nó ra sống lưng không à. Nó ngay chỗ lưng anh á. Ra một hôm nóng chứ mà mùa lạnh bình thường. Ừ, nó ra kỳ lắm. Hồi cái lưng nó dễ chịu. Mấy cái đau lưng ấy, bắt đầu biết. Bài số 1. Một bài để tập cho thuộc đi, rồi lát tôi quay thêm bài số 2.